Kính thưa quý vị, bây giờ mời quý vị hướng về sân khấu để theo dõi một vở hài kịch của những người đã từng lên voi mà bây giờ đang xuống chó. Với các danh hài Lê Huỳnh và Kiều Quân. Xe nhiều quá. Con quỷ, mày muốn chết hả mày? Băng qua đường gì nhìn chân trời vậy? Không may là tao là tay lấy lụa nghe. Chứ thôi văn mẹ xuống cầu uống nước thấy bà nội tao rồi. Trời ơi, con này chắc là Nguyễn Thị Lan hay là Trần Thị Lách gì nè. Thôi thôi, xe nhiều quá em ơi, chạy vô giùm anh đi, nó cán anh lòi ruột giờ á. Quan vậy á, cái nó lái nguyên cái đầu chút xíu xuống cờ bờ bờ ao nó uống nước cái mặt của nội nó ra. Thôi mình chơi được này, nó quay lại nó chữ coi cái con này mình đi lấy đâu làm được gì, con bị xe cao quá nó phóng xuống xuống đây là con chạy mất mẹ rồi. Ông nhờ con còn khen con luôn á. Giờ con nói con xong là mơ mua con mấy tờ vé số quá, tội con quá thiệt á, con tội lắm. Bây giờ con khổ lắm, gia đình con thì khổ sở lắm, con sinh ra mà là một cô gái quá đẹp mà phải đi bán vé số con cũng tủi lắm chứ. Con nói thiệt, ai cũng muốn coi như mình đi mua bán hạt sàn hay là đi bán vàng chứ đâu có muốn bán vé số đâu. Mà tại vì khổ quá, cô bác mua giùm con đây. Xin mời cô bác nào đi qua mua giúp con để con đây có tiền. Vì cha con đuổi mù lại còn đau yếu, lòng con không quên bao ơn sâu nghĩa nặng của ông bà cho con. Con nguyện đáp đền kiếp sau. Vỗ tay rồi lát nhớ mua. Không phải giỡn đâu, vỗ cả rạp chiếc này con bán mấy chục cọc vậy luôn. Tội nghiệp lắm, tại biết sao mà con nói con năn nỉ không, tội nghiệp cha con lắm. Nhìn cha con thấy thương, nhìn cha con thương hơn luôn á. Ổng mù tội lắm, mù mà cha này sốc hàng lắm, đứng coi ta đánh cờ tướng mới ghê chứ. Ghê vậy đó, giống như là kiếm sĩ mù nghe gió kiếm vậy đó. Chết mẹ, chết cha, cha tôi đâu rồi trời. Tôi chết rồi trời ơi, bị sợ lạc, bữa nay nói cái sợi dây dài quá. Tôi còn đứng bên đây, ổng ở ngã tư bên kia, chết mẹ. Trời ơi ba ơi, con xin lỗi, bị hai cha con nó dính với nhau rồi sợ lạc. Ổng ưa đi bậy lắm, nó đi cái ghé lại coi chơi. Còn nhiều khi sốc hàng lắm, ghé lại nó bữa nay tôi con giá vàng có lên hay xuống. Trời ơi cái gốm à, tiền không có mà coi vàng sốc hàng. Ba ơi đèn xanh rồi, ba qua nha. Ê thằng kia trách ba ta mãi. Con ơi, con nhỏ dài, cha tật nguyền đuôi tôi, dắt dìu nhau qua muôn lối đô thành. Một buổi chiều mưa lạnh thấu cầm viên, đèn hiu hắt bắt đầu soi trên phố dân. Con ơi, mưa chiều nay chắc không bao giờ tạnh, cũng như đời của cha con ta cứ mãi lầm than lận đận trong nhịp sống ở quay cù. Chẳng nhớ nhiều nhau qua ngõ tối của đô thành. Con mượn tiếng ca cha giao từng khúc nhạc để đổi từng manh áo chén cơm. Cha tật nguyền đành sống cảnh gian truân, con đầu xanh nên nào có tội tình gì. Cớ sao trời còn mưa gió triền miên, để con chịu cảnh lầm than qua nỗi buồn nhân thế. Cha, cha ơi con không có sao hết á. Cha đừng có lo cho con,
miễn mà cha mạnh khỏe, cha sống hoài với con, hai cha con mình sẽ đi hết ngã tư này đến ngã tư khác. Miễn là có cha bên cạnh hoài là con vui rồi, cha hứa nha cha. Con ơi, cha biết con không chịu nổi cảnh trời đông giá lạnh, nên ngồi rung rung bên cạnh cha già. Con ơi, con đừng khóc nữa, con khóc nữa làm chi cho suối lệ chan hòa. Chiếc áo mong manh suốt mấy ngày sương gió, nay đã bạc màu bởi sớm nắng chiều mưa. Phố đã vắng người qua kẻ lại, buồn sao là buồn đô thị chiều nay. Trong thảo cầm viên chỉ còn sót lại hai kẻ lạc loài, đầu bạc với đầu xanh. Cha ơi, cha mà hát vậy con nói thiệt với cha hả, hát kiểu này hoài đi là cha diệt thảo cha khỏi làm MC luôn á. Thiệt á, bảo đảm cha gặp cha là cha đầu quân, cha xin làm sư phụ dạy hát luôn á, con nói thiệt á. Con á, đừng có coi thường cha nghe. Dạ đâu dám. Hồi lúc trẻ đó, dạ, tao chuyên môn hát giai chánh không à nghe. Dạ, ủa giai chánh hả? Ui ghê vậy, trong tuần nào? Con có biết cái tuần mùa thu trên Bạch Mã Sơn không? À dạ nhớ cha đóng gì trong đó? Cha đóng vai Bạch Mã. Trời ơi, ghê ghê, Bạch Mã là đóng Bạch Mã hoàng tử hả? Không. Chứ gì? Bạch Mã thôi. Bạch Mã thôi là gì? Bạch Mã là ngựa. Trời ơi, đừng ngựa, ngựa sao đóng vai chánh được? Trời đất ơi, con ngựa phải để cho hoàng tử cởi không? Tao mà không đóng vai con ngựa, hoàng tử có ngựa đâu không cởi. Không có tao là cái tù nó khỏi hát với con. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Không có con ngựa ba cởi ra nó lấy gì, không lẽ nó lấy xích lô của cha Dân Sơn nãy nó cởi. Công nhận á nha, mà công nhận á cha, công nhận cha coi như cha làm con bất ngờ lắm á nha. Nè con à. Dạ. Nói đó. Dạ. Gia số bữa nay bán được không con? Dạ bữa nay hơi ế. Không sao vậy? Không biết nữa, thì mấy bữa ba không có hát, tự nhiên nay nổi hứng hát, cái ai đi ngang cũng trời môi lắc đầu bỏ đi đâu ạ. Ý con nói là ba hát dở đó phải không? Dạ đâu có, con đâu có nói ba hát dở đâu, ba hát không có được hay thôi. Ý không, hát hơi chút tệ tệ, hay thôi dạ. Mà ba ơi, con nghĩ hoài không ra nha, con nghĩ gia đình mình ba đời theo nghề hát phải không? Đúng rồi. Ông nội hát cũng hay nè. Đúng vậy. Con hát cũng được nè. Số 1. Sao cái đời giữa hát cái ghê quý ạ. Cái giọng ba nó rung mà nó rung kỳ lắm. Nó rung hay là hồi đó ba luyện thanh trong tủ lạnh là nó rung tới bây giờ. Lạnh quá nó rung phải không? Bà con thấy chưa? Cái thời buổi ngày nay con cái á, nó chê ba nó trước mặt mọi người vậy đó. Không có đâu mà. Phải rồi. Dạ. Tôi biết tôi hát dở lắm. Đâu có. Tôi biết cái giọng ca của tôi rung lắm. Nhưng mà cái rung đó nó mới kiếm được đồng tiền để mua từng bát gạo nuôi con từ thở lọt lòng mẹ lớn khôn cho tới bây giờ đó cô. Sao mà con giỡn chơi, con chọc ba chút xíu cho đỡ nhọc nhằn cha con mình quên đi cái khổ hàng ngày thôi. Chứ con nói thiệt á hả, không có ai hát qua ba hết trơn á. Không lẽ bây giờ mà con ái mộ ba mà con xin chữ ký tại chỗ đây thì ta mới còn nịnh ba thiệt á. Không lẽ giờ xin chụp hình chung lưu niệm chứ thiệt á. Chứ con chấp con Tina tình luôn á. Hồi nãy con Tina nó quay vậy phải không? Trời ơi ba không cần quay. Không, ba ra ba chơi có mấy câu thôi là chết người liền, phải giỡn chơi đâu á. Ba nói ba nghe nè, thôi ba mệt rồi, hồi sáng tới giờ ba đi nhiều lắm, ba ngồi xuống đây đi. Nè ba ngồi đây, cái con chạy qua bên kia, con mua cho ba chai nước suối. Ba ngồi đây đi, đây nè, cái con mua cho ba chai nước suối. Ba uống cho cái giọng nó thanh bớt đi. Lỡ ba có nội hứng ba hát nó hay chúng ta mua. Chứ ba hát dở người ta không mua nguyên cọc này. Chiều nay con giòn thấy bà nội con luôn, tội nghiệp con nha. Con đi nha. Nè, cẩn thận nha con, coi dạ. Chừng xe cộ. Dạ con biết rồi, con đi nha cha. Con quỷ kia đứng lại. Tao truyền đời bảo kiếp cho con ranh đầu nhỏ đít to. Mày chui ở xó nào ra, mày mò ở hang nào tới mà mày dám tranh giành địa bàn làm ăn của ông. Mày khôn hồn thì cút xéo không thôi. Ông lôi công tần cố tổ thổ địa thổ thần nhà mày ra. Ông đào ông bới lên, ông xúc xuống sông, ông dông ra biển nha mày. Hồi nào tới giờ nghe ta hát hơi dài, đâu có nghe ai chửi hơi dài như thằng này đâu cậu. Mẹ bà quỷ này chắc nó không phải người thường đâu, chắc ma xuất hiện hay sao nè.
sao mà nó lắc đều dữ vậy nè. Ớm không? Ai á vậy con? Cái thằng khùng nào nó chửi thằng điên kia rồi nó đi ra như thằng quỷ dịch nào ai biết, không có dính líu gì với cha con mình trơn á. Ai nói là không dính líu tới hai cha con cô? Ủa tự nhiên dính líu, ủa nói vậy từ nãy bên trong anh chửi là anh chửi tôi á hả? Chứ ai, nghèo mà bà đặt điếc. Trời đất ơi. Ê anh kia, tôi nói thiệt với anh nha, tôi với ba tôi không có dính dáng gì tới anh, không có quen biết, tự nhiên anh chửi tôi làm sao? Anh là ai? Là ai hả? Ờ. Tiền hồn bảo danh cho cô biết. Ờ. Tăng ta đang tăng. Tăng ta. Trời ơi. Homeless USA. Trời ơi. Làm sao? Ăn xin kiểu Mỹ. Trời ơi. Dạ. Trời ơi. Sao? Tôi nói cho cô nghe. Vụ gì? Nhìn hai cha con cô kìa. Sao? Trời ơi, thời buổi này mà cầm cái đờn cò rồi kéo ò e ọ ẹ rồi ca giọng cổ bằng tiếng Việt. Trời ơi, làm sao kiếm tiền được? Bây giờ tôi nói cho hai cha con cô nghe nè. Sao? Muốn kiếm tiền thì phải chơi cao một chút. Chơi cao đánh vào lòng thương hại của người ta mới cho tiền mình nhiều. Đâu chơi sao, chơi sao, chơi sao? Bây giờ chơi kiểu này nè. Đâu, kiểu nào? Kiểu nào, kiểu nào? Phải có đồ chơi mới được. Đồ chơi gì mà vuông vứt vậy? Đây nè, thấy chưa? Là gì? Trời ơi. Trời ơi, chết cha, cây hàng của nó dài hơn cây hàng của ba luôn. Con. Trời ơi, cây của ba con khúc bà phân nửa đó à ba ơi. Con. Dạ. Con nói cây gì? Ý chứ mẹ lộn cây đàn. Trời ơi, lộn. Quên nó cây hàng, hết hồn, con xin lỗi. Bị nó đưa ra con hết hồn, nó nhọn quá à. Cây đàn mà nó nói cây hàng, tôi tưởng ông già có cây súng dài, tôi tính bỏ chạy rồi. Này tôi phải rà bắt rồi. Sống rồi mới đờn nổi nè. Rồi có sống rồi. Làm gì với cây đàn này? Làm gì với cây đàn này hả? Ờ. Bây giờ cô coi tôi biểu diễn nè. Đâu? Làm coi. Ủa? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, nó làm ghê quá ba ơi. Mày khát bệnh mày qua đâu đi, bệnh à. Ai đang đi qua trước mắt tôi, cho tôi tiền xài cái coi. Xin cho luôn viên thuốc phê đi, đưa luôn giấy bạc để đốt. Trong tôi bao nhiêu là thứ đam mê, casino, rượu chè, gái ghiếc. Tôi đây nổi tiếng ăn chơi nha, không cần làm mà có tiền chơi mới ghê. Ăn chơi đi. Nó say tang 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 tang. Ủa chưa có sao hả? Hả? Quẩy. Trời ơi. Chắc lẽ tôi không có chết. Mà cô đè cô bóp cổ tôi vậy tôi gạt nổ tôi chết bây giờ á. Xin lỗi nha, bị tôi cố tình tôi chơi anh á. Con này như đứa nhỏ nè. Nó nhào người tôi nó ngồi cái tự nhiên tôi cứng gắt à. Xin lỗi anh, nó bị tôi muốn cứu anh mà tôi quên tôi phóng vô cái anh nín thở luôn phải không? Ừ. Bị tôi thấy anh giật kinh phong quá tôi sợ anh té thiệt. À tôi hiểu rồi. Ý là cha biết sao không? À. Ông này ổng nói là ổng hát cái kiểu Mỹ vậy đó. Hát vậy để cho nó lạ chứ không phải như cha con mà mình mà cầm cái đàn tỉ tê vậy biết không? Với lại anh đang hát cái anh giật kinh phong tạc 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 cái mọi người tưởng anh trúng gió cái nhào vô cho tiền có đúng vậy không? Trời ơi, ở đời phải gạt ta chút đỉnh chứ. Ờ. Mà đừng hại ta nhiều là được rồi. Trời ơi, gạt nhiều hại ta có chịu nổi không? Thằng này chắc lương tâm nó cũng còn cái răng nó cắn thành ra bây giờ nó lứt. Trời ơi, gạt mà miễn được hại ta. Trời ơi, nhưng mà tôi nói anh nghe, anh làm rồi, anh á là xin ăn, còn cha con tôi á là đi bán vé số để mà kiếm sống chứ không có phải xin ăn. Anh không đọc ba tôi hả nè, đọc đi, đọc kỹ đi.
bán nghệ bán thân. Ông nội bộ đuôi sao có chữ không nè ông nội. Trời. Bán nghệ không bán thân, nghĩ sao ba tao gì bán thân ai mua mày? Đúng rồi. Dạ, nhìn ông đây hả? Nhìn cái thân ông về ai mua bán thân. Tôi nói cho anh nghe, chứ không phải như ai kia. Mặc dù cha con tôi kiếm từng đồng bạc cắt lẻ cực khổ lắm, muốn người ta mua cũng phải năn nỉ người ta dữ lắm, thứ đều muốn quỳ xuống lại người ta mới mua cho mình. Nhưng mà tôi rất là hãnh diện với sức lao động của tôi, chứ không phải như ai kia mà ta nói coi như nguyên vẹn lành lặn tay chân. Mà con người mà chỉ biết sống vào lòng thương hại người ta, chỉ có biết là coi như lợi dụng người khác và lợi dụng cái lòng tốt của người ta, ta đã tìm mai mốt được cũng chết đời chết bụi là coi như cô làm ơn chỉ cái kim chỉ nam của ông già mù giùm tôi đi. Trời ơi, tôi biết con mỉa mai con chửi tôi chứ vậy. Sao? Tôi kệ nó. Miễn sao ăn xin mà có tiền nhiều, ăn sung mặc sướng hưởng thụ là ai chửi kệ à. Thấy chưa ba, ba thấy việc ghê gớm chưa, bởi con người vậy sống vậy đó ba, thấy chưa ba. Bây giờ anh muốn gì nữa, bây giờ anh nói đi, anh nói hết những cái chiêu của anh cho tôi nghe thôi. Trời ơi, bây giờ tôi nói với con với bác nghe. Vậy? Ăn xin kiểu bác với cô hồi xưa rồi. Trời sao vậy? Tôi bác nghe nè, bây giờ nè, tôi thấy bác mù nha. Tôi mới chỉ chiêu độc này à. Chứ gặp mấy sáng mắt tôi giấu mẹ nó luôn rồi. Đâu chiêu gì nữa đâu cho. Đây nè, nói bác nghe. Bây giờ Việt Nam mình á, không còn quốc ra vô nùng nữa bà. Phải không? Thay vì bác hát cải lương bằng tiếng Việt Nam thì giờ bác hát bằng tiếng ngoại quốc đi. Tiếng ngoại quốc nó hiểu, nó cho tiền đô mình xài phải nhiều hơn không? Hát là sao? Hát sao? Trời ơi, con nói bác nghe, bác muốn hát gì bác hát. Bây giờ con chỉ bác hát gì bác hát không? Con hát lại tiếng ngoại quốc, con dạy cho bác hát để bác kiếm tiền. Hát gì hát không? Hát gì hát? Ba kiếm bài nào khó châu cho nó cứng họng cho. Có biết cái bài Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà không? Đúng rồi, bài đó đi. Trời ơi, cô nói bác à, bác muốn hát võ xe hư ra là bạch xà tạng gì bác hát. Hát nghĩ sao hát tiếng Việt, con dịch lại tiếng Anh cho bác. Hát không? Trong trường của nó rừng ra hay sao? Hát gì hát không? Hát đi. Câu đầu tiên là con. Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi. Rồi, mày dịch đi. Dịch đi. Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi. Biên cương là border. Lá rơi lá là leaf. Rơi xuống dưới là down. Lá rơi là leaf down. Rồi bác hát lại một câu đi, cô hát lại tiếng Anh cho bác nghe nè. Rồi. Hát lại á. Hát đi. Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi. Yeah. Border lý down Thu Hà hay you. Hay chưa? Dữ lắm à. Bác còn câu nào không? Hát đi. Đường dài mịt mùng em không đến nơi. Dịch đi. Dài mịt mùng em không đến nơi. Đường dài có nghĩa là long way. Mịt mù có nghĩa mịt mù không thấy đường. Không thấy là MC. Em không đến nơi là you don't come here. Rồi bác hát đi, con hát lại cho bác nghe nè. Hát đi. Đường dài mịt mùng em không đến nơi. Long way can't see you don't come here. Thấy chưa? Còn câu nào không? Mây nước buồn cơn lửa binh. Mây nước buồn cơn lửa binh. Mây là cloud. Nước là water. Buồn là sét. Cơn lửa binh có nghĩa là chiến tranh. Chiến tranh là the war. Rồi bác hát đi, cô hát bác nghe. Mây nước buồn cơn lửa binh. Cloud water set the war. Thấy chưa? Tiếp còn nữa không? Xót thương kiện chúng mình. Trời ơi, câu này gì khổ dịch luôn. Xót thương kiện chúng mình phải không? Telling our story. Thấy chưa? Còn nào nữa? Chơi đi, con chơi cho bác nghe. Khóc than riêng em một mình. Đó. Còn. Khóc than riêng em một mình. Khóc than có nghĩa là crying. Riêng em có nghĩa là yourself. Một mình một là one. Mình là cái mình body. Rồi bác hát đi, con dịch cho bác nghe. Chơi bác hát, chơi lại cho nguyên bài. Nguyên bài luôn, bác hát nguyên bài bác nghe nè. Rồi. Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi. Border lý đao Thu Hà hay du. Đường dài mình mong em không đến nơi. Don't we can see you don't come here. Mây nước buồn cơn lửa binh. Cloud water set the war. Xót thương kiện chúng mình. Telling out a story. Khóc than riêng em một mình. Crying yourself one body. Thấy chưa? Dữ lắm à. Thì ra thì ra là như vậy. Được rồi, tôi hiểu rồi. Đó, để già này chơi thử một đoạn coi có theo kịp cậu không nha. Cậu ơi. Chơi luôn. Nè, ba tôi hiểu ý rồi. I who have nothing. You have everything. I'm blind.
You have two eyes. I have no wife, just only have one kid with nothing to eat. Please help me. You buy her diamond. Yes. Me cannot buy a lemon. Là cái chanh đó. But believe me, money you give, you have my family to buy some rice, some fish or something to eat. I love you. God bless you and bless America. Thank you. Trời ơi trời. Trời ơi, ông già mù này ông sốc hàng quá. Trời ơi, ông mù mà học tiếng Anh thì dữ dội thiệt. Ông học có mát bài I who have nothing mà ông còn chế biến cái lời Anh nữa thì ghê quá. Rồi, chưa hết đâu con. Còn gì nữa bác? Con gái bác á còn dữ dội hơn nữa. Trời ơi, vô đi con. Yeah. Chú, mời dùm con cái số đi chú. Chú ơi, mời dùm ủng hộ dùm kẹo siêu gom đi chú. Sáng giờ chưa bán được cái gì chú ơi. Chú ơi, gia đình con tội lắm chú ơi. Má con té trần vò, má con nghỉ xin xong em con lội tay. Chị con diêm sao nào. Cái gia đình con bây giờ lội lội không ai nguyên vẹn hết. Trời ơi chú ơi. Bum bo phải phục sư phụ với sư mẫu. Trời ơi, chết cha rồi, đụng hàng rồi, bữa nay đụng hàng rồi. Trời ơi, thứ dữ rồi. Bác nói cho con biết nha. Đúng rồi. Cái chuyện đó đó, dễ lắm. Đúng. Nhưng mà cha con chúng tôi không muốn lường gạt người ta theo cái kiểu lai căng mất gốc đó đâu. Đúng. Thà rằng cha con chúng tôi từng ngày đi bán vé số để độ nhật qua ngày. Đúng. Ê, nhưng mà ăn sang lắm nha. Chơi ăn sang sao bác? Hai cha con dám chơi luôn ổ mì không á. Đúng không? Sáng dữ vậy ăn cái mì không nguyên ổ luôn. Không có xịt nước tương hả bác? Không. Xịt chi? Xịt chi cho nó tốn. Ăn vậy là đủ đâu. Cậu á còn lành lặn tay chân phải không? Nó còn dạ phải luôn. Cậu á có mắt không có mù phải không? Dạ đúng. Cậu thích ăn ngon mặc đẹp phải không? Dạ phải. Nhưng mà cậu không có tiền cho nên cậu đi lường gạt người ta mà không biết nhổ. Quá đúng. Trời. Ê ông già, trời ông già nói vậy là ý sao ông già? Ý tôi muốn nói đó, cậu làm cái gì mà không sợ cha mẹ cậu xấu hổ với chòm xóm và mắc cỡ đối với ông bà tổ tiên đó. Ừ ha. Già mù này không nhắc thì tôi mới nhớ nè. Lâu lắm rồi tôi không gặp bà già tôi à. Đó. Đúng là cái thứ mất dạy mà. Ba má cậu ở đâu mà lâu lắm không gặp? Ba má con ở Cà Mau á. Quê nó ở Cà Mau. Cà Mau. Cậu tên gì? Con tên Cà Hước. Cà Mau. Sao không đặt cà tô mắt luôn đi. Cà Mau, tên Cà Hước. Như vậy thì ba má cậu tên gì? Ba má con tên ông Té với bà Đào. Trời ơi. Hả? Gia đình này sốc hàng quá. Khoan, ở Cà Mau, Cà Hước, con ông Té bà Đào. Con ông bà Té đâu? Bác cũng ở Cà Mau nè. Có nhìn thấy bác không? Anh Hước. Bác nè. Bác. Ừ. Ủa bác là ai mà con phải nhớ? Trời đất ơi trời. Trời ơi, bác là bác trôi. Vợ bác là bà nội. Bác trôi nổi nè. Trời ơi, con nhớ rồi. Bác trôi nổi có hai đứa con tên là Bền như Bọc phải không? À đúng rồi. Trời ơi, bác. Trời ơi, lâu quá mới gặp. Trời ơi, con người lại gặp ở đây bác ơi. Trời ơi, con nói thiệt nha. Hồi lẽ bác sống quắc à. Sao bây giờ càng già cái bác càng thấy ghê vậy? Sao mẹ nói vô duyên vậy mẹ? Ba ơi, ủa rồi con nhỏ này là quỷ nào? Nhỏ này hả? Ý trời ơi, mày quên rồi.
Nhớ không? Hồi nhỏ đó, nó đứng ở nhà lòng chợ ăn cái thú chiên. Mày lại mày giật nó khóc quá trời đó. Con nhựa nè. Trời ơi, Nguyễn em nhựa đây hả? Em nhựa mà hồi nhỏ nó khóc nhựa rồi nước mắt nó mũi chảy đồng rồng. Rồi bây giờ lớn lên khô queo rồi hết chảy hai em. Mày nha, mày nói chuyện vô duyên vừa vừa đó nha mày. Ê nè, nghe nói là con là người ở nước ngoài. À, vậy chứ sao con ra nông nổi này? Ờ, sao dữ ghê thế ghê vậy? Dạ, không giấu gì bác. Cái kiều gì bèo giống nổi. Dạ, không giấu gì em nhựa. Bên Mỹ con cũng có việc làm, đi làm đàng hoàng, làm dữ lắm á bác, 2-3 chớp lần á. Rồi con cũng có làm ra nhiều tiền, con cũng để dành tiền nhiều lắm bác. Hả? Để nhiều tiền. Có nhiều tiền lắm dạ. Hả con? Con để dành nhiều tiền lắm hả con? Dạ. Vậy tại sao con không gửi ít tiền gì cho má con bà xài? Nghe nói lúc này bà khổ lắm đó. Đúng rồi đó bác, nội tù nghiệp lắm á. Dạ, con cũng định gửi. Chừng nào gửi? Dạ, sắp gửi. Sắp gửi sao không gửi? Con sắp gửi mà rốt cuộc cái bị ta gạt hả bác ơi? Ai gạt? Gái gạt. Trời ơi. Mày nói tới gái tao bỏ tay. Bồi hồi đó ba cũng bị gạt sao ghê vậy? À, trời ơi, con thú thật với bác, nhắc tới mấy quỷ cái này tự nhiên con hận lắm. Sao hả? Trời ơi, lúc đó nó gạt xong xuôi rồi em nhựa biết không bác biết không? Buồn quá, con chán nản quá, con không muốn làm ăn gì nữa trơn trọi á. Rồi cái con cứ tối ngày con đi ăn nhậu rồi bê tha hút sách rồi hưởng thụ rồi con muốn làm gì hết trơn bác ơi. Thì ra mày bị người ta lừa gạt quá rồi bị muốn gạt lại đi trừ đó phải không? Vậy chứ sao bác? Thôi chán nổi đi. Trời ơi, con nói thiệt. Trời ơi, nói thiệt em vừa ơi, nói thiệt. Trời ơi, nhắc tới mấy cái vụ này con nói thiệt, không phải mình con bị đâu. Con còn có mấy bạn chung hoàn cảnh với con thấy tội lắm. Dạ. Trời ơi, tụi nó bị rồi, rốt cuộc bây giờ tụi nó phải hợp nhau lại. Tụi nó nói một câu mà lúc nào mấy thằng này cũng nhớ suốt đời luôn, không bao giờ quên câu này. Câu gì? Bác biết câu gì không? Câu gì cho tao nghe với. Nhà mình người ta ở. Con mình người ta sai. Giường mình người ta nằm. Vợ mình người ta ôm. Mà cuối tháng tiền bill mình phải trả. Con ơi nói vậy đó chứ không có phải vậy đâu. Không có phải là đàn bà con gái nào á ai cũng giống như ai. Đúng đâu rồi, đâu phải ai cũng giống như ai. Mấy chị với nàng ta tốt không, đi với ông chồng không vậy thấy không? Nhưng mà có một điều đó, mày á cũng bất hiếu thiệt. Đúng rồi, đi lâu như vậy mà không biết gửi cái lá thơ về để thăm hỏi con má mày chết sống ra làm sao. Đúng rồi, ông này bất hiếu á. Nhưng mà thôi con ơi, bây giờ con có gửi về cũng trễ rồi. Ôi sao vậy bác? Má mày chết rồi. Trời ơi, sao con không biết hồi nào cũng không biết nha bác. Bác ơi, thú thiệt là hồi trước con có gửi thơ về. Con có định gửi tiền nhưng mà không có gửi. Con tính là để dành lại một cục bự. Rồi kỳ này con đem về để cho má con cất căn nhà lớn luôn. Rồi khi cái kỳ này con đi về đó thì con đem cục bự đó vô Việt Nam thì vừa mới vô xong cái ngay cái mùa cá độ đá banh đó bác. Mà bác cũng biết mà, trời ơi, trong người con máu me cờ bạc đã nổi lên liền. Con tính là lấy cục bự đó bắt cái kèo dưới rồi nó thành 2 cục là cho má con xây 5 tấm luôn. Ai nhè đâu nó lật kèo nó lên kèo trên thua mẹ nó cục kia luôn. Trời ơi, bây giờ về đây thân tàn ma dại rồi, giờ nghe tin má con chết nữa. Trời ơi bác ơi, con bất hiếu quá bác ơi. Trời ơi bác ơi, bác đánh con đi, con thằng bất hiếu lắm bác ơi, bác đánh con đi bác ơi. Đánh trời ơi, cho bác đánh con thiệt đau quá bác ơi. Tao đánh mày cho mày chừa cái tật bài bạc đam mê rượu chè, không có hiếu với mẹ cha. Má chết rồi. Nhưng mà mày nín. Tao bẻ mày nín. Sao khóc? Má con chết rồi bác. Ai nói? Bác nói. Tao đón vậy thôi. Trời ơi. Tại vì bà lớn hơn tao 10 mấy tuổi. Mà tao á già từng tuổi này lặt lìa lặt lội muốn gần hết xíu quách rồi. Thì bả, tao đoán chắc bả cũng vui nhị tỷ. Trời ơi, cái dạy tự nhiên. Trời ơi, cái dạy thuật á. Trời ơi, tự nhiên đón má tôi chết à. Trời ơi, vô nhiên vừa phải đó nha. Là... làm hủ hồn của dĩa à. Hủ hồn cái gì? Ở đó mà hủ hồn, không lo đi về thăm má mày đi. Đi đi, mai là nhờ ba con hù vậy anh mới sợ, mới được cái con cùi của anh. Bây giờ mới nhớ tới má đi về đi kìa. Sáng giờ đi xin mà chưa có đồng nào á. Không tiền phải không? Dạ. Lại đây. Đâu về xe? Lại đây. Rồi lại ba tôi nói gì kìa. Lại đây. Gì bác? Tao cho. Tao. Trời ơi. Cấp hàng nữa. Ông mặc áo, đừng biết phải cái áo không rồi đòi cho tiền tôi. Tao thì không giàu có gì. Nhưng mà đủ tiền chia cho mày để mày đi xe về thôi. Có không ba? Đây.
ba giấu tiền riêng đó. Ông bà mình nói á, lá lành đùm ra rách, bác đâu có lành đâu. Mày im miệng. Nhựa. Dạ. Cầm con. Dạ. Nói với nó lá rách đùm ra nát. Ông lành rách rách đùm nát được không mày? Thôi ơi. Ba không biết rồi. Nè ba, tôi kêu tôi đưa cho anh nói lá rách đùm lá nát. Tôi cũng không có đồng cắt xu nào, tôi đưa lại tôi lá nát đùm lá tả tơi. Mai mốt nhớ trả nha. Đi đi. Trời, nó làm gì vậy? Như nó khóc hay sao, thấy con thấy hai giọt nước. Nó khóc sao tao không thấy? Sao ba thấy được? Vậy thì cho tao nếm tao mới biết. Đều qua ba nếm phải nước mắt không kìa, này nó biết khóc nữa thôi ghê không? Ôi trời, nó mặn mà sao nó nhớt vậy? Nè, tại con miếng nước mũi trời. Mày cái chớn vừa đó mày. Hả? Chơi ba tôi à? Dạ, con nói thiệt, nó chẳng chơi bác vậy chứ con nói thiệt, con cầm đồng tiền của bác với em nhựa đưa cho con. Xúc động con thiệt là con hối hận lắm bác ơi. Con thấy con còn tội lỗi quá nhiều đi. Bây giờ con rất là xúc động, con cảm ơn bác, cảm ơn em nhựa. Con hứa từ nay con sẽ trở thành người đàng hoàng, đi làm lụn để sau này con có dịp con đền ơn, con trả lại số tiền này cho bác. Thôi được rồi. Được rồi, thôi mày đi lẹ lẹ đi. Đêm tao tiếp tao đòi lại. Dạ, vậy con đi nha bác. Ê, đứng lại mày. Thôi à, lớn rồi, nói cho luôn chứ đòi lãng kỳ lắm á bác. Tao không đòi, tao xin. Con đâu có gì đâu bác xin con. Xin mày cho tao đi. Đi theo con chi? Đi theo mày về quê thăm má mày. Thăm má con chi? Tại tao thương bà. Trời, nói vậy là hồi lúc mà ba con mất á là bác từ lúc đó bác để ý thương thầm nhớ chọn má con phải không? Tụi mày nhỏ không có hiểu gì hết. Cái tình thương này đó, nó không phải là tình thương trai gái đâu con. Đúng rồi. Mà nó còn những cái tình thương khác mà tụi bay không có hiểu đâu. Dạ, nhiều thứ tình khác anh không có hiểu đâu. Rồi. Nhưng lúc mà có anh bên cạnh kìa, ba tôi chăm sóc má anh thấy thương, thấy tội lắm. Anh biết rồi. Mà má anh chẳng gì. Dạ, thưa bác con hiểu rồi. Ý bác nói là ngoài những cái tình thương yêu kia thì còn có cái tình chồng sớm. Đúng. Tắt lửa tối đèn giúp đỡ lẫn nhau phải không bác? Đúng rồi. Dạ, con rất là hối hận rồi, con rất là cảm ơn tấm chân tình của bác. Con hứa là con sẽ là một người đàng hoàng để sau này con đem hết tất cả những tình nghĩa đó, những duyên tình đó con thay vì con tặng cho bác, nhưng mà con không tặng trả ơn cho bác đâu. Sao vậy? Dạ, con đem cái ơn nghĩa đó, tất cả tình cảm đó con trao cho em nhựa. Hai em nhựa. Trời, mày vô chơi em quá, mày vô gì em tự nhiên trả cho tôi, chạy vô gì em quá. Trời ơi, con mới nói câu nhẹ nhẹ, trong cái nhựa nó hí lên thấy ghê quá rồi. Nói tụi ngựa đó con. Rồi bác ơi, bác giờ con nói bác nghe nè. Bây giờ vậy nè, thôi sẵn dịp đây để con đưa bác với em nhựa về quê thăm quê mình luôn nghe bác. Được. Rồi bây giờ mình đi nha. Đi. Vậy là mình đi hả bác? Về quê rồi. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Đã lâu lắm rồi không về đi qua cầu dừa. Cầu dừa trơn trượt lắm anh ơi, đi mà không khéo té như chơi. Cây me trước nhà, cây kế sau ngõ, tèo leo mà cùng cười. Rồi giờ mình đó, bác đứng đây nè, bác dở chiến ra đi. Rồi chào khán giả cái bác. Tôi trái cây ngọt, trái cây miền Tây. Cam xoài cóc bưởi măng cụt bán cầu thần yên đây. Chưa ai mua giùm chứ ai. Lắc đầu hả? Trời ơi. Đây là dạ. Chị mua mấy cái chị trái cây tươi ngon lắm chị, ăn mắc cục không? Nửa, lắc đầu nữa. Đằng nhà gừng ngon không ăn không? Trời ơi, chú hai. Bưởi ngon lắm chú hai, mua một con chú hai. Có bưởi không? Dạ có, bưởi ngon lắm. Bưởi bự không? Dạ.
Dạ, bự lắm chứ ai, cái này là bự nhất á. Vậy hả? Dạ. Vậy bưởi bao nhiêu cặp? Dạ, 50.000 cặp chứ ai. Năm nhiêu? Dạ, 50.000 một cặp là bự nhất á. 50.000 cặp hả? Dạ, dạ, dạ. Nhưng mà mua bưởi có rờ được không? Chú ai, trời đất ơi, ta mua mặt cục hay ta mua xoài, ta rờ, ta nắng, ta lựa, đúng rồi. Bưởi ai mà rờ chứ chú ai? Phải rờ mới được. Tại nhiều khi thấy nó vậy mà nó không phải vậy. Thấy nó vậy mà nó... Ê, chú ơi, chú ơi. Trời ơi, bưởi nó để rỗi đây, chú nhìn đâu chú ơi. Mắt bị lé. Trời ơi. Nhìn dưới mà ngó lên trên không à. Trời ơi, chú hai ơi, chú lớn tuổi rồi mà chú ăn nói kỳ cục quá chú hai. Coi thiệt chú hai nghe, chú về đó, chú kêu thím hai mua chanh cho chú ăn đi nghe. Gõ chú ăn bưởi không có được đâu. Nè, lần sau con bến phà này chừa mặt con nhỏ đây nha. Con nhỏ tổ trưởng tổ trái cây bến phà ra nghe. Không có kêu được em xử khô máu chú đó nghe chứ. Chú ơi, sáng tết chưa mở hàng gặp chú gì đâu không à. Thiệt tình vậy đó à. Người hành tinh là xuống đây trời. Trên á thì như là cái bình bông di động. Ở dưới vàng khè như chú già vậy á. Kệ đó, mời chào thiếu sáng chưa mà hà. Anh hai mua trái cây em nhờ anh hai ơi. Thời buổi bây giờ người ta bớt ăn thịt, ăn trái cây á, tương lai sáng là anh hai mua giùm em anh hai. Cái gì cũng có hết trơn á nè. Đu đủ nè, mắc cầu nè, xoài nè, sầu riêng nè. Đó rồi chôn chôn, cái gì cũng có anh hai mua giùm em được anh hai. Mua nghe. No. I don't buy. Sorry. Rồi, mới nhìn là biết liền mà không phải Việt Nam, cái này người ngoại quốc. Ngoại quốc đây nè. Vô. Ngoại quốc mà nhìn cái mặt này thấy hình như là không có giống Tàu. Tàu ta trắng chứ đâu như vậy. Cũng không giống Đại Hàn. Đại Hàn đẹp trai đâu xấu như cha này. Tóc vàng vàng đen rồi, Campuchia. Hey, buông ra sông con trai mà bóng tê bóng tê. Ủa rồi băng băng tê rồi mà toàn bóng tê trốn trốn sau riêng. No Campuchia. No Campuchia. Vậy là người dữ vậy. Rồi, cái này là chắc chắn là ngoại quốc 100% rồi. Mình phải sử dụng cái sinh ngữ quốc tế. Thời buổi giờ buôn bán là phải viết sinh ngữ. Bắt đầu. Ha. You. À, you want bye bye. Đích quán. Ba đích quán. Bye bye. No bye bye. Ai nói bye bye? No bye bye. Vô đích quan đó trái cây Việt Nam. Đích quan y già và chôm chôm. Vô nói chôm là chôm chĩa là ăn cắp là xì tiêu. Đích đi xì tiêu. Chôm đích đi thanh long. Thanh, chờ chút nè, thanh màu xanh là blue, long, hair, blue hair, no long hair, short, blue hair, and đích quang đi, vú sữa, vú sữa, vú sữa, sữa meo, baby, meo, xì tiêu, blue hair. Vú, meo. Thôi ơi. Trời ơi, trái cây Việt Nam ta ngon vậy mà tự nhiên là dịch tầm bậy tầm bạ. Vì trên là xì tiêu. Rồi gì là vú sữa, vú miêu. Trời ơi, chị làm gì là trái cây trên từ dịch đàng hoàng. Chôm là kêu bằng Rambutan. Hả? Rambutan là chôm chị ơi. Trời ơi, anh biết tiếng Việt hả? Việt Nam không biết tiếng Việt Nam sẽ được. Trời đất ơi, Việt Nam nãy giờ trời sao không nói. Trời, tôi tưởng sao mà nãy giờ không nói tiếng Việt ra thì nói tiếng Anh làm tôi tưởng người ngoại quốc. Tự nhiên thì chị tưởng tôi người ngoại quốc à, tôi Việt Nam. Hả? Nhưng mà tại vì tôi nói chị nghe là lần đầu tiên tôi về nước. Ừ. Mà mấy bạn tôi về trước có kinh nghiệm nó dặn tôi rồi. Dặn gì? Nó nói là mày về nước á, mày gặp mấy nhỏ mà bán hàng rong gì nè. Mà mày nói đại vài câu tiếng Anh đi cho đừng níu kéo mày nữa. Ai níu kéo đâu anh. Chứ lại nói là mấy nhỏ bán hàng rong này móc túi dữ lắm. Ủa sao mặt chị đơ vậy? Không phải mặt đơ mà tôi đơ toàn thân luôn á. Anh có mấy thằng bạn mà nói cái kiểu đó vậy? Nói tôi nghe anh có cỡ mấy thằng. Chi vậy? Tôi gửi mỗi thằng cha trái sầu riêng về giọng vô mặt á. Trời, anh đừng có tưởng ỷ y rồi anh giàu có, anh có khinh bỉ bà con tròm xóm mình biết không? Trời ơi, tụi tôi nghèo đấy chứ tụi tôi sống trong sạch, nó buôn bán thôi biết không?
đó, coi như mua một đồng bán chừng 10 ngàn thôi. Lấy tiền xài chứ đâu có chụp giật gì của ai đâu, có bậy bạ không mà. Tôi nói vậy chị không phải móc túi hả? Không, anh mà hỏi cái giọng mà móc họng tôi móc mắt anh luôn cho anh biết à. Anh biết là gì đây không? Tổ trưởng tổ bán trái cây bến phà đàng hoàng nha. Đừng có đụng vô tôi nha, mua mua để cho đi người ta buôn bán chỗ khác nha. Đừng có lộn xộn nha, xí, tránh ra đi buôn bán tiếp coi. Ai sầu riêng chút sữa trong chôm cô đổi ý à, mua bởi vì em nói nghe em dễ thương ghê vậy đó, mở hàng giùm em đi thiệt tình đó, hồi nãy em nóng quá chứ có gì hết trơn á, bị anh nói không đúng rồi, mua giùm em đi anh, hồi nãy mua hết chỗ này đi rồi em tính tiền đích đích cao. Tôi không có mua. Không mua mà tao làm chi vậy? Trời hôm nay xui dữ vậy trời đất ơi, thì nó sáng sớm chưa mở hàng chắc là phải bây giờ đốt phong long quá. Tôi gọi tôi xin lỗi, xin lỗi cô thôi. Cần gì xin lỗi, mua không mua nói tiếng là yes or no à, chứ đừng có nói là xin lỗi à, không mà tôi đi à. Thôi mệt gì đâu vậy. Cô. Ê, giật đồ, bỏ cái tay giật đồ. Không, không có giật đồ, Sao anh níu kéo? Không có, tôi mua. Cái gì? Tôi mua. Mua? Dạ mua. Chắc chắn 100% không? Mua hết rổ luôn. Cái gì? Mua hết rổ hả? Hết rổ luôn. Trời đúng rồi, sáng đi coi bói nó tìm hung hậu kiếp mới đầu ra lộn cái vụ hết rổ rồi nè anh. Này này đó, trời đất ơi, em lấy rẻ cho nghe. Nguyên rổ đó. Ăn bổ lắm anh ơi. Cảm ơn xong đây dạ. Tiền đâu? Dạ em xin tiền. Quên. Nè. Cái gì nè? Tiền. Tiền gì? Bỏ túi nè. Rồi sao? Móc. Hả? Móc cái gì? Móc túi. Móc ra gì sao tôi móc được? Móc túi dạ. Móc túi anh. Chị móc giùm đi. À, cái này là anh mời tôi móc túi nha. Chứ anh mời đàng hoàng nha, vậy tôi biết rồi. Mấy ông Việt Kiều về Việt Nam qua hay thang rồi bị móc túi không phải. Tự dân hiến cho móc đàng hoàng thấy không? Không ai ép buộc nha. Bây giờ bắt đầu móc nghe. Ui da. Cái gì vậy anh? Đau quá. Đau hả? Anh ơi, cái gì trong đó mà em thấy nó nóng hổi vậy anh? Nó... Cái mụt nhọt. Trời ơi. Hôm nay về, thèm cái cây Việt Nam ăn quá trời quá đó, nổi mụt nhọt lum la. Cái tay tôi hình như nó nóng quá trời ơi. Chị né mụt nhọt giùm em đó nha, đau. Em lượng qua cái mụt nhọt nha. Dạ, dạ. Như này đó. Rồi, cái chỗ này ấm ấm là mụt nhọt, em lượng qua nè. Đừng sâu quá chị nhột. Đó là thấy rồi. Ê, đừng móc bậy bạn nha. Móc á. Cái dẹp anh ơi. Dạ đúng rồi. Rồi. Cái dẹp á. Đây, móc. Móc rồi nha. Bây giờ em lật ra trước mặt anh cái quan móc tiền. Ở trong. Đây đâu, tiền nó để đâu? Đó, để cái ngăn trong, lật bên kia. Ủa? Lật bên kia. Cái thằng nhỏ nào mà không mặc quần không mặc áo cởi truồng dễ thương quá vậy nè. Con anh hả? Không, hình tôi nhỏ, hồi nhỏ ở mưa. Tắm mưa ở chuồng. Ủa? Nhỏ để dành kỷ niệm chơi. Chị đừng, đừng coi. Ủa? Cái bên nè. Tiền để cái bên. Anh ơi em nói anh nghe nè, thiệt tình nha. Anh ngộ quá à. Sao vậy? Lần đầu tiên mới thấy kỳ quá, ngộ quá à. Nè thấy không? Thấy không? À, không, hồi nhỏ nó ngộ vậy chứ lớn lên nó cũng kỳ lắm. Vậy hả? Trời đất ơi, cái mặt kỳ quá anh ơi. Em thấy ha, anh phải không? Tôi anh thấy cái cảnh đằng sau nha, nó làm như nó quen ở đâu á. Quen đâu quen, chú chụp trước nhà tôi mà mắc mớ chị quen chị ơi. Trước nhà anh hả? Trước nhà tôi. Sao thấy quen quá ta, cái cửa này nghe, cái cửa sổ này nghe. Rồi anh ngồi sao nó quen quá vậy ta, làm như gặp đâu rồi ta. Ê, nhà anh ơi, quê ở đâu vậy? Thì Cần Thơ nè, qua Bắc Cần Thơ nè, quẹo phải vô nhà tôi rồi. Thôi cha, vừa phải thôi, qua Bắc cái quẹo phải nhà tôi hả cha? Trời ơi, nhà chị sao đâu mà nhà chị. Nhà tôi ở kế nhà bác Hai Thòng á. Nữa, trời đất ơi, thôi nè, đừng có giỡn nghe. Bác Hai Thòng là ba tôi á. Gì? Hai Thòng ba tôi. Hai Thòng là ba chị. Ừ. Ủa, với chị là Út Lũng hả? Cái má ơi, trời đất ơi, gì vậy cha nội? Út Lũng phải không? Sao biết tên em? Tôi nè, Tư nè. Tư? Kế bên nhà. Trời đất ơi, Tư nhọt. À đúng rồi, Tư nhọt. Hàng chi tôi dòm thấy không, thấy nhọt quá trời nè. Trời ơi, Tư nhọt thấy hả? Anh về nước hả? Về mới về lần anh đầu. Anh nhớ hồi nhỏ anh nhớ không? Trời ơi, cháu bị mụn nhọt từ đây xuống dưới đây luôn, đâu có mặc bằng được đâu. Nhớ không? Đừng bất cỡ. Bây giờ còn nhọt không? Còn cục nè. Ăn trái cây. Trời ơi, mừng quá, đâu có biết đâu thôi, nói nghe nè, em tưởng ai xa lạ. Bà con chồng xóm không à. Bây giờ như vậy nghe, trả tiền anh nè. Đó, trả tiền anh. Đó, bây giờ ha, lắc hồi bây giờ dẫn anh về với quê mình ở trong vườn á. Tha hồ mà ăn nhiều ăn xì khói thôi luôn cũng được đó nghe. Xin lỗi vụ nãy nghe. Không sao hết trơn á. Còn giờ nghe để em giới thiệu nghe, em tổ trưởng và giới thiệu với em với Út đoàn đây. Nó ra nó mời chào anh nghe. Trái cây nhiều lắm, dễ thương lắm nghe. Rồi chúng tiếp. Ê các em ơi. Tư nhọn về làng đó em ơi. Có thấy chưa? Thank you.
buông vai mềm. Môi cười má lúm đồng tiền, áo bà ba tím tím rao hàng ngọt ghê. Thương em cô gái miền Tây chứ thiệt thà. Tháng ngày dãi nắng dầm mưa, dần hồng đôi má ngọt ngào người miền Tây. Mai này em có lấy chồng, quà anh mang xuống một buồng cao non. Thôi anh, em không có chịu đâu, vì hôm nay lỡ mang lòng thương ai. Đi xa anh sẽ quay về, miền Tây nay có một người thương yêu. Một người yêu thương.